Với tầm tiền 220 triệu đồng thì làm gì có đối thủ với Facebook xe 5 chỗ này, đúng không? Đấy. Ngay bây giờ thì em sẽ xin được vào chi tiết gửi tới anh em một mẫu xe mới về nhá. Rất hot trong ngày hôm nay thôi. Của CC Cỏ Hải Dương thì mới nhất trong ngày hôm nay thì em xin được lên sóng và giới thiệu tới anh chị các bạn một mẫu xe rất đẹp mà đến từ thương hiệu của Nissan. Một mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc và hộp số tự động. Đấy, và với mẫu xe này thì có cái lớp sơn màu tím than rất là đẹp anh chị nhá. Về phần thân vỏ xe thì với dòng xe Nissan, một thương hiệu rất là nổi tiếng rồi. Đấy, một mẫu xe thương hiệu của Nhật và được nhập khẩu nguyên chiếc con nhá. Nhìn toàn bộ thân vỏ xe và màu form của nó vẫn còn được giữ nguyên bản nên đến 100%. Với chiếc xe này có trang bị động cơ 1.8 cho nên nó sẽ có cái mức tiêu hao nhiên liệu sẽ nhỉnh hơn một đôi phần nào đó so với những phiên bản 1.6, nhưng đủ lại sẽ có cái cảm giác chạy nó đầm, nó chắc, nó thể thao, để nó hòa quyện, nó pha cho nó phù hợp với cái form dáng của cái dòng xe này. Với kích thước chiều dài của anh em có thể nhìn thấy với dòng Nissan Versa này, cái chiều dài của nó không khác gì một chiếc sedan thưa quý vị anh chị các bạn. Và có hàng ghế phía sau nó rất là rộng rãi nhá. Và chúng ta hãy về phần là sau xe để cho quý cô bác anh chị cùng xem. Và đây nó là cũng là một cái dòng xe nó cũng rất thích hợp cho chị em phụ nữ chạy và dành cho chúng ta đang ở trong khu vực thành phố đông đúc. Đấy. Với mẫu xe không quá dài và cũng không quá to, dựa dài giống như Hyundai i30 CVK gì đấy, đúng không ạ? Về phần đằng sau xe thì có cảm biến lùi nhá. Và có cảm biến lùi này, camera lùi này. Đấy, quý anh chị các bạn có thể nhìn thấy. Và cốp, anh em nhìn thấy về phần cốp thì với dòng xe này chúng ta có thể nhìn thấy là có cái gì ạ? Đây là cái để cho anh em để đồ nhá. Đấy là cái rèm nỉ để cho anh em có thể để đồ. Đấy. Và về phần trong này thì anh em có một bộ đồ đạc trong đây, sơ cua dự phòng bên trong. Các bác nhìn này, tôn vỏ nó vẫn còn mới đét, nguyên bản gần như là chiếc xe đời cao luôn. Có này nhập khẩu, xe thì được sản xuất năm 2007 nhưng mà được đăng ký lần đầu năm 2010. Vì vậy chiếc xe này nó chạy chỉ có 18 vạn chuẩn một chủ từ đầu nhé quý anh chị các bạn nhé. Đây, về phần cánh cửa của xe thì em sẽ mở cánh cửa ra để cho quý anh chị các bạn nhìn xem. Về phần cánh cửa xe thì với cái dòng Hyundai Versa này thì nó là một mẫu xe. Điều đầu tiên mà em muốn nói cho anh chị và các bạn đó chính là về những cái trang bị hoàn toàn. Với dòng xe này thì có trang bị lên tới 4 túi khí an toàn nhá. 4 túi khí an toàn. Đấy, và có trang bị phanh ABS đầy đủ. Đấy, gương kính chỉnh điện. Thì với cái dòng xe này thì hai hàng ghế trên thì ngày xưa nó vẫn là quay tay, nhưng mà bác chủ xe thì đã động lên kính điện rồi. Đấy. Và cái dòng Hyundai Versa này nó là dòng xe chạy cực kỳ đầm chắc và em nghĩ rằng đây nó là cái điểm nhấn của cái dòng xe này thôi. Kính quay tay rất là bền bỉ, không bao giờ sợ bị hỏng hóc gì cả. Quý cô bác anh chị hãy sang hàng ghế phía sau nhìn cái kính quay tay đây. Rất là bền bỉ nha anh chị nhá. Đấy, nó cũng rất là nhẹ nhàng thôi. Và những cái chi tiết nhựa là chúng ta nhìn này. Rất là dai phải không ạ? Và nó là âm thanh đầy đủ. Điều đặc biệt khi mà anh em ngồi lên không gian ngồi ghế đằng sau xe, chúng ta nhìn này. Đấy. Rất là rộng nhá. Và đặc biệt anh em khi mà cái xe này nó thiết kế này phần này trũng, khi mà anh em đóng cửa ra chúng ta nhìn thấy cái không gian nó rất là rộng luôn khi mà nó thiết kế cái kính quay tay như thế này. Đây, anh em có thể nhìn về phần mặt táp-lô này. Về phần mặt táp-lô này. Rất là đẹp, có cả trang bị màn hình Android rồi. Và đây là phiên bản số tự động, rất thích hợp và cho quý cô bác anh chị chúng ta đi trong gia đình. Đây anh em nhìn không gian rất là rộng rãi này. Cái bàn ghế rất là to nhá. Và con này thì máy móc
và hộp số còn zin nguyên bản luôn. Và xe thì em cam kết cho quý cô bác anh chị là không đâm đụng va chạm tai nạn thủy kích. Chúng ta nhìn cái kiểu dòng này nó mở cánh cửa ra nhìn nó rất là vuông nhé, mở ra rất là rộng luôn. Đấy, quý cô bác anh chị chỉ cần bỏ ra với mức giá là 220 triệu đồng là chúng ta có thể sử dụng ngay một cái mẫu xe Hyundai Verza sản xuất năm 2007, đăng ký năm 2010, nhập khẩu nguyên chiếc, động cơ 1.8 số tự động, trang bị phanh ABS na răng đúc, 4 túi khí an toàn. Anh em quan tâm thì hãy alo trực tiếp cho em Minh qua số hotline là 0852 555 555 hoặc 0966 668121. Ok nhá, và em sẽ vào phần máy cho anh em cùng xem ạ. Rất là nhiều túi khí luôn. Khoang máy của nó vẫn còn như mới nhé quý cô bác anh chị. Và dòng Nissan này là dòng xe rất là bền bỉ theo năm tháng. Đây về phần máy này. Máy nó còn rất là nguyên bản. Khô roang, không có một tuột dầu. Hôm nay mà em vừa đi xì hơi nước nóng. Đấy, một vòng cho nó sạch sẽ về toàn bộ. Quý cô bác anh chị mua chiếc xe này về là chỉ cần thay dầu mỡ và chạy thôi, không cần phải làm gì lại nữa nhá. Cái dòng xe này thì cũng không còn nhiều trên thị trường mấy. Một ngày một hao mòn đi và giá trị xe bây giờ nó đang là phân khúc giá chỉ có nhô 200 thôi. Đấy, anh em thấy mức giá rất là hợp lý nhá. Thì để được cái chiếc xe này thì chốt nhanh thì anh chị và các bạn hãy alo trực tiếp cho em mình qua số điện thoại là 0852 555 555. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị anh chị và các bạn trong những video và những chiếc xe lần sau. Bây giờ em sẽ cho anh em xem nghe nốt cái tiếng máy và nghe cái tiếng gầm của xe nữa nhá, để chúng ta có thể kết thúc video clip. Đây, gầm bệ nó đây. Gầm bệ rất là đẹp và còn mới nguyên luôn. Không bị coi như là han mọt, mục mọt gì xét gì cả. Máy nổ rất êm nhá anh em. Máy Nhật thì khỏi phải bàn luôn ạ. Xin chào các bác nhá. Em chào bác nào vào mới vào xem được cái video của em thì các bác hãy ủng hộ bằng một cách cho em xin một like và một lượt chia sẻ. Còn anh em nào muốn theo dõi tất cả những mẫu xe mà cửa hàng em về cập nhật thường xuyên thì các bác hãy nhớ nút đăng ký kênh để có thể được theo dõi những mẫu xe về mới nhất từ cửa hàng bên em nhé. Xin trân trọng cảm ơn.